Nhiều bác khách hỏi em là cách để bảo quản keo như thế nào và sử dụng keo được bao nhiêu lâu, và hướng dẫn cho cách mà các bác đi quấn keo vào que để đi đánh cò và chất lượng của keo như thế nào. Thì trong video này em sẽ đưa đến cho các bác những câu trả lời nhé. Nhiều bác khách bảo là keo nhà em chất lượng như thế nào và là dòng keo gì, thì em xin trả lời các bác là keo nhà em là keo trong pro loại 1 nhé các bác nhé. Keo trong pro loại 1, keo không màu không mùi. Keo này các bác có thể đi đánh cả nắng cả mưa, bao không chảy dưới nhiệt độ 50 các bác nhé. Dưới nhiệt độ 50 độ C này. Ngoài Bắc bây giờ cũng rất là nắng nóng. Và keo này em để ở ngũ. Các bác nhìn thấy nhá, không chảy này. Keo trong pro loại 1 các bác ạ. Keo này thì các bác có thể bôi ra đánh cả chuột, những con có lông các bác nhé. Các bác đi bẫy, chủ yếu các bác mua về đi bẫy là bẫy cò, bẫy diệc, bẫy vạc. Keo này bảo quản cũng rất là đơn giản thôi các bác ạ, rất là dễ. Các bác nhúng keo xong thì các bác đậy nắp vào cho em nhé. Các bác đậy nắp vào, keo các bác chỉ cần bảo quản là sạch sẽ thôi mà, để là có thể đánh hết năm này sang năm khác các bác ạ. Các bác có thể đánh đến lúc mà các bác vét hộp cũng vẫn đánh được, keo vẫn đánh được các bác nhé. Đấy, nên các bác sử dụng keo này rất là yên tâm mua về. Nhiều bác bảo mua bán cho tôi lửa hũ, thì nói thật với các bác này, các bác mua lửa hũ thì các bác mua 1 cân về các bác đánh hết năm này sang năm khác các bác có thể để được mà không hỏng được đâu. Bên em bán cho các bác từ 1 cân trở lên như thế này các bác ạ, và 1 cân có bao nhiêu, có 200.000, 200.000 thôi. Đấy, 200.000 thôi và cộng phí ship. Đấy, còn các bác mua 3 cân trở lên thì em sẽ bao phí ship vận chuyển cho các bác nhé. Đấy là keo. Còn keo này đấy em cũng trả lời luôn cho các bác có thể đánh hết năm này sang năm khác và bảo quản thì rất là dễ rồi. Các bác cần lấy keo để đi đánh cò ấy, các bác dúng que vào cho em như này luôn, các bác dúng que vào đấy, và xong rồi các bác đánh keo trực tiếp trên que luôn nhé. Đấy, keo rất là dính các bác ạ. Đấy, đây là em cũng đã lấy sẵn cho các bác xem trước rồi. Và các bác đánh keo trên que này không cần phải dúng tay, không phải dùng bằng tay, các bác nhìn đây, chất lượng keo rất là dính luôn nhé. Đấy, rất là dính. Và các bác cũng lấy số lượng keo lấy vào que này vừa phải thôi, không cần phải lấy nhiều vừa phí phạm. Hơn nữa là loại các bác đi ra ngoài nắng nắng to quá ấy, thì các bác lấy nhiều nó sẽ bị chảy. Tất nhiên các bác lấy nhiều số lượng nó dư cái gì nó chẳng thế đúng không ạ? Đấy, nó cũng sẽ bị chảy keo vì nó nhiều quá. Các bác lấy vừa phải như này thôi, lấy keo vừa phải và các bác trộn đánh cho em đánh từ 13 đến 15 phân đấy, như thế này. Xong rồi các bác đi cắm nhé, các bác đi cắm keo chủ yếu nó dính vào lông lông thôi mà các bác, lông các con cò, con vạc, con diệc, nên là các bác chỉ cần lấy vừa phải thôi. Và nhiều bác hỏi em bảo là keo mà vẫn ở trên que thì có để được lâu không, thì các bác xin thưa với các bác là keo mà trên que này trừ khi các bác để dính bẩn đấy, hay là cỏ lá nó dính vào thì nó không dính thôi, còn khi mà cái keo này mà vẫn không bị bẩn gì cả thì các bác để ngoài trời thoải mái nhé. Đấy, cò lỗ vào nó vẫn dính lông bình thường luôn, không ảnh hưởng gì. Và khi các bác đã đi đánh thu hoạch về rồi, các bác muốn giữ lại cái que này thì các bác hơ lửa nhé, và các bác tuốt cho em, hơ lửa nóng nó sẽ chảy cái keo này ra và các bác tuốt cho em. Còn cái que này bên em cũng bán cái que nan cáp quang này, thì các bác yên tâm nhé, đốt không cháy, bẻ không gãy các bác ạ, bẻ không gãy, đốt không cháy, nên các bác mua cái que này 1 lần các bác có thể tái sử dụng nhiều lần, có thể sử dụng vĩnh viễn luôn. Đấy, nó không lo hỏng đâu, nên là que này rất là bền. Bên em lại còn sơn màu xanh, phun tĩnh điện màu xanh như này luôn cho các bác để có tính ngụy trang rất là tốt các bác nhé, để cho các bác ngụy trang với cỏ cây. Đấy, nên là rất là tốt. Keo thì bên em các bác quấn này, quấn vừa phải thôi, quấn như này là sẽ bị chảy nhá. Que thì bên em đưa đến cho các bác là cắt sẵn cho các bác là 50 phân và 60 phân. Đấy, có 1 ly 7 như này và 2 ly 1. Bây giờ là dòng que 2 ly 1 này. Cắt sẵn cho các bác. Que 2 ly 1 và 1 ly 7.
và cò thì bên em đưa đến cung cấp cho các bác là cò xốp, cò là thân là xốp cứng này, cổ là xốp dẻo và có thể tách ra rời như này cho các bác nhé, để các bác vận chuyển nó đơn giản dễ dàng này. Cái thứ hai nữa là các bác có thể tạo hình cho con cò, chẳng hạn như con cò nó cúi xuống, nó ăn mồi, nó ăn mồi, hoặc con cò có thể ngẩng lên. Đấy là tùy theo các bác điều chỉnh nhé. Cái cổ là cổ xốp dẻo để cho các bác vận chuyển nó không bị gãy này. Xốp cứng thì ở thân này để các bác cắm nó không bị xoay này, và cắm tái sử dụng được nhiều lần các bác nhé. Đấy, các bác có thể tái sử dụng nhiều lần. Và giá thành thì như nào? Giá thành bên em đưa đến cho các bác keo thì em báo giá rồi đúng không ạ? 200.000 một hũ như này. Và bao phí ship cho các bác từ 3 hũ trở lên, còn 1 2 hũ thì các bác cộng 30.000 tiền ship. Que thì bên em đưa đến cho các bác là 150 một cân. Đấy, cắt sẵn cho các bác là 50 phân và 60 phân. Có 1 ly 7 và 2 ly 1. Đấy. Và cò thì bên em là 20.000 một con các bác nhé. Đấy, các bác mua sản phẩm nào thì cứ gọi điện ở số điện thoại em ghi ở góc màn hình. Số điện thoại có Zalo em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác để các bác đặt hàng cho chuẩn xác. Và để tiếp tục theo dõi em thì các bác nhớ đăng ký kênh nhé. Để em sẽ đưa đến cho các bác những cái sản phẩm để cho các bác bị bẫy cò. Hay là có những cái chương trình khuyến mãi gì thì các bác cứ theo dõi em hết. Video hoặc là theo dõi một kênh em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác.